ký việc học của tớ. Cô giáo vẫn đón tớ ở cửa lớp như mọi ngày. Tập vừa dục xong, tớ cùng các bạn ăn sáng. Không ai tớ ăn bánh, hôm qua đã ăn cháo, mỗi nào tớ cũng chưa ăn. Ăn sáng xong, tớ được học qua xong để học tiếng Anh. Tớ thích tiếng Anh lắm vì có rất nhiều trò chơi rất thú vị. Chúng tớ còn được học hát tiếng Anh nữa. Hết giờ tiếng Anh là chúng tớ được đi đến phòng giáp ba. Tớ được đu xà lộn nhào trên thảm, vui là vui. Tớ mong đến ngày mai lắm vì mai tớ sẽ được học âm nhạc. Cô giáo cho chúng tớ chơi nhạc cụ, cô dạy chúng tớ nhận vỗ tay cho ngạt nữa. Còn bây giờ tớ tiên chơi đã. Bây giờ ăn chơi rồi, cô dặn tớ phải rửa tay trước khi ăn. Tớ đã tự lấy đồ ăn và tự xúc ăn rồi. Ăn xong, tớ và các bạn xếp giường đi ngủ. Bây giờ là buổi chiều, chúng tớ ở trong lớp để làm hoạt động cá nhân. Các cô giới thiệu cho tớ nhiều hoạt động vui lắm. Tớ thích nhất là góc toán, nhưng tớ cũng thích hoạt động hàng phá vũ trụ và hành tinh nữa. Hết giờ hoạt động cá nhân thì chúng tớ ngồi thành vòng tròn. Cô giáo giới thiệu cho chúng tớ rất nhiều địa danh, đất nước khác nhau trên thế giới. Lại đến nhà về mất rồi, tớ mong đến ngày mai quá. Tạm biệt nhật ký, ngày mai gặp lại nhé.